Những ngày qua, miền Nam đang trong những ngày nắng nóng nhất năm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương đang rộ mùa thu hoạch trái cây. Vì vậy, những thông tin về tình hình thời tiết được nhiều bà con nhà vườn quan tâm. Không biết là tình hình thời tiết những ngày tới ở đây có thuận lợi cho bà con thu hoạch trái cây không? Chị Khánh Phương. Dạ vâng, chào chị Phương Nguyên cùng quý vị và bà con. Nhìn chung thời tiết trong 7 đến 10 ngày sắp tới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ảnh hưởng đến việc thu hoạch trái đấy ạ. Các địa phương đang thu hoạch cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý trong giai đoạn từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5. Dự báo là về chiều muộn sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Còn trước đó thì mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi về chiều tối, ban ngày thì trời tiếp tục sẽ là nắng mạnh và nóng. Như tại tỉnh An Giang, trong 2 ngày sắp tới là ngày 6 và ngày 7 tháng 5 thì trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ vào lúc 10 giờ cho đến 15 giờ. Phải sang tuần sau thì nắng nóng mới kết thúc. Bầu không khí trong ngày dịu đi khá nhiều, nhiệt độ cao nhất hạ xuống dần chỉ còn khoảng 34 độ, sau đó sẽ xuống thêm chỉ còn khoảng 31 đến 32 độ. Nhưng lưu ý là tuần tới khả năng hôm nào thì trời cũng sẽ có mưa về chiều tối, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Với dự báo này, hy vọng bà con sẽ sắp xếp thời gian hái quả phù hợp để không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Ở An Giang thì ngoài loại trái cây quen thuộc thì cũng có mùa quả rừng đặc trưng. Những ngày này thì đi trên đoạn đường từ xã Núi Tô sang xã An Tức, huyện Tri Tôn, cứ cách vài chục mét là lại có sạp bán vải rừng. Lớp vỏ màu đỏ của trái vải rừng rất dễ dàng gây chú ý. Ai bắt gặp cũng phải dừng chân, hỏi han rồi nếm thử. Mặc dù là loại quả mới được biết đến gần đây, nhưng nhờ có hương vị ngon, lạ mà quả vải rừng đã trở thành đặc sản hút khách của An Giang. Trái vải rừng nói riêng và nhiều loại trái cây rừng nói chung ở Bảy Núi không chỉ góp một phần thu nhập cho người dân địa phương mà còn tạo sức hút để phát triển du lịch bản địa.